thì hôm nay Toàn ghé Long An để dự đám. Hôm nay cúng đình. Để chút thì Toàn sẽ nói địa chỉ sau nha các em. Thì hôm nay có ba con Toàn tới nên có vô thắp nhang nên có đánh ba hồi trống. Hôm nay cũng có anh Cường theo theo ba của Toàn nữa nha cả nhà. Mấy cách đi 4 tháng rồi, giờ nó ra tược lại, nó rất là sum xê, rất là đẹp. Vì để vô mình lại mình đi gửi lát để cho biết là hôm nay là cái ngày của cúng đình. Dạ. Để hậu chứ mình gặp kinh ba thánh tiết để có một lời nói tập ngôn đó để cho biết được một năm có ở đây được mấy cái ly vũ của đình. Dạ. Mình cũng vô là phải đưa đi quay cái chỗ mà má mất bác rồi ăn uống rồi đó ở đây. Dạ. Vui vẻ lắm, dân miền Tây hiện từ chất phát lắm. Cái nhìn mình đưa ra nhà nó. Dạ. Có hai cái lễ. Dạ. Cái lễ mùa 16 tháng 10. Dạ. Dạ, 16 tháng 10. Dạ. Còn có hai cái lễ. Dạ, dạ. Hai cái lễ. Dạ. Lễ cầu bông và lễ kỳ yên. Dạ. Kỳ yên. Dạ, cầu bông. Cầu bông rồi mới cầu yên. Dạ, cầu bông rồi mới cầu yên. Cầu bông cầu yên rồi 15 tháng 3 là để cầu an. Dạ. Để ông thầy tụng. Dạ. Cho ba tánh nhà ở trong ấp trong xã này nó bình yên. Dạ. Dạ. Có ba cái đó. Dạ ông ơi cho con hỏi ở đây là địa chỉ ấp Bình Dương 1, xã Bình Thạnh. Dạ. Huyện Thủ Thừa. Dạ. Tỉnh Long An. Tỉnh Long An. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Ở đây tôi ra tôi quay cái cổng luôn nha xem nha. Đây là bình đình Bình Lương Tây. Dạ kính thưa quý bà con, là hôm nay mình rất là vinh hạnh được ban thánh tiết của đình thần Bình Lương Tây ở ở Long An. Đây cái gì rồi? Thủ Thừa, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Là lúc trước có mé một cái da hôm trước đó, rồi hôm nay cái cũng nhân dịp là dỗ ở trong thần đình này có là mỗi một năm là có được hai cái ngày dỗ lớn là cái ngày lễ kỳ yên là 16 tháng giêng và lễ cầu bông là hôm nay là cúng cầu bông 16 tháng 10 âm lịch. Cho nên ngồi về cái nhân dịp đây là hơi của ít đồng nhiều của gia đình đây em. Dạ dạ thì cho em góp phần nhỏ đây là nhiều người
để như là nhiều tay vỗ lên kêu đi, như là nhờ là trên cộng đồng mạng đó, ha, bà con gì đó có cái lòng thương tưởng về cái ngôi đình này thì chúng ta góp sức. Thì ở đây là có cái dự định là mở ra một cái quỹ gì để giúp đỡ người nghèo, hoặc là mấy là em nhỏ là học hành là học giỏi mà nhà nghèo đó. Bây giờ thì mời anh ba hoặc là chúng anh biết gì kính thưa các bà con trên cộng đồng mạng, thì tôi xin thay mặt cái ban quản lý của đình Bình Hương Tây thuộc địa phận nhà xã Bình Thạnh huyện Trung Thừa tỉnh Long An, thì về ước muốn của các ban quản trị đình của chúng tôi đó, thì chúng tôi muốn là cái đình nhà phát triển có một cái nguồn vốn dư giả để mà chúng tôi ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn cơ nhở, những người hộ nghèo, hay là những cái hoàn cảnh mà mấy cái cháu học sinh giỏi, là mình có cái tinh thần mình động viên, mình giúp đỡ động viên cho các em nó phấn đấu trên đường học tập. Nói chung là cái đó là cái nguyện vọng của đình chúng tôi. Dạ. Thì mong cộng đồng mạng và bà con nếu có điều kiện thì cũng đáng ủng hộ. Dạ. Cái nếu mà em thấy là đi ngoài cổng đi vô đây là lúc trước á là nghe kể là cũng nhờ trung tâm thánh tiết này vận động bà con cho nên làm được một cái đường ngang ngang thật đẹp. Thì đúng cái con đường mà vô đình đây đó, thì đúng ra cái thời gian mà làm cái con đường đó thì nhân dân trên cái đường này là rất là khó khăn, không có tiền. Thì riêng đình mình trên tay là ủng hộ là 45 triệu. Dạ. Hầu như là trong ấp Bình Lương Tây tổng cộng là 4 con đường. Đường nào cũng ủng hộ 5 triệu hết. Dạ. Mỗi con đường nhỏ thì ủng hộ 2 triệu. Đó là thôi cũng quan nhân cái tinh thần là chúng tôi tay góp sức với bà con trong cần sớm. Bây giờ cũng nguyện làm sao ở sau này cái đình mình đó là mở rộng lớn lên về cái mặt là để là chung tinh thần để giúp cho bà con nghèo hoặc là học sinh cơ nhở gì đó, hoặc là những ai mà thì bây giờ nói chung là mong muốn của chúng tôi thì rất là lớn, nhưng mà có cái là cái tài khoản của mình còn hơi hạn hẹp. Dạ. Nếu có điều kiện thì tôi sẽ phát huy là giúp đỡ người nghèo, người cơ nhở khó khăn và trẻ em mồ côi, hay là những đứa hiếu học học giỏi đó. Dạ. Giúp đỡ hết. Dạ. Với anh bây giờ anh đọc lại cái số mà điện thoại của thao là mấy đứa ra quay cái số điện thoại trên đây nè. Hoặc là đâu là trực tiếp là ai anh đọc lớn là cái số điện thoại thường thuộc là ở đâu dạ đọc số tôi đi, đọc số từ số đây á. Bây giờ nếu mà bà con có cái nhu cầu và giúp đỡ liên hệ thì xin liên hệ số điện thoại là 077 494 88 87 368 á. Dạ. Và đọc thêm giờ là 2-3 số đi. Dạ, số này là số tên gì á bác? Tên là tên Ba Long. Ba Long. Dạ. Ban quản lý luôn á. Ban quản lý đình. Còn tôi là Lê Phi Long, số điện thoại của tôi là 090 3372014. Dạ. Là thủ quỹ của đình. Dạ. Đây là cũng ở đây để mà hương đèn mấy mươi năm làm tự rồi á. Dạ. Cũng cái là cái cụm sự đó, cụm sự là cái cũng như cống hiến để cũng là làm cái nhiệm vụ thiêng liêng là để thắp hương rồi trà quả rồi dưới là để tiếp đón khách cư xưa đến, là có cái nhiệm vụ là phải điện thoại để tụ tập băng cánh tiết lại. Dạ. Cũng cái chân quý rồi. Cảm ơn anh Tân Hương. Thì giờ mình lại ra mình dùng tiệc, tại vì cúng đình rồi mình trước cúng sau ăn. Dạ. Cúng rồi cái đầu mình hưởng cái lộc đó để mình ăn uống để cho nó cái khỏe mắn. Dạ, khoáng luôn rồi. Dạ. 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 Tại vì hôm nay là đi ghé đây, hôm mai nữa là ngày mai bắt đầu là đi qua bên cái đình kia cũng đang cúng đình, mình bảo là đúng một cái chôm hai trượt mà nó còn gian dở vậy đó. Dạ, xin mời mấy cháu ra. Dạ. Thì chôm đó là 122 năm tuổi rồi. Có từ thời chiến tranh tới giờ. Cây này còn chứ nếu cây mẹ đó là còn gần 200 năm luôn đó. Gần 200 năm. Dạ vậy là nó cây con nó cũng ngoài trong rồi đó. Vậy là bị chặt bị đốn rồi đốn lên lại cái độ kia lên đó. Dạ. Vậy là gần 200 năm rồi. Nhặt lại hết rồi. Trốn khỏe dạ con. Trốn đi thì cháu. Dạ. Đây là bàn tiệc bên này. Dạ dạ. Đây là món ăn rất là mộc mạc dễ thương giản dị cái này của dân miền Tây. Dạ. Là có chi dùng đấy. Dân miền Tây cũng hiếu khách lắm. Ủa cái này như là má
của anh Ba đúng không? Dạ đúng rồi. Mời ông Nhiệt Thiền Bố ông cao niên nhất đó, ông bác cư thứ mấy? Ông thứ hai. Ông mới diễn vô vậy hả? Ông hai. Cha của bác Ba. Cha của bác Ba. Có con ở đâu vậy? Có trong ban khánh tiết có mời con chủ con. Dạ dạ dạ. Bác hai hôm nay là mấy người rồi bác hai? 93 tuổi. Dạ. Có hai cháu đi theo phải không? Dạ. Hai đứa con có con á. À, với cháu khỏe phải không? Dạ dạ. Đúng không? Để vô sắp vậy. Dạ dạ. Mặc dù là hình như có về một mớ mẹ con cũng một số về là đâu mà có một số về rồi à, tại đi trễ quá, tại đi khoảng 8 mấy 9 giờ có thể rồi. À dạ 8 mấy 9 giờ có thể rồi. Ba cũng đến đây 10 giờ mấy. Ồ bây giờ hồi nãy mình đến đây là 10 giờ rưỡi thì phần mặt các cái dự án này thì dịch bệnh đó nó giảm các anh thì nãy giờ toàn nhập tiệc cùng với ba của toàn bên đây giờ qua bên đây toàn quay anh thấy nó đưa ra ngoài đường rất là nguy hiểm mà không cắt để người ta chạy ngang rớt thì bánh cái cây da rồi đó cây nè thì hồi lúc trước chưa có máy nhánh thì những cái phần nhánh nó đưa ra ngoài ngoài lộ rất là nhiều sợ nó bị tét nhánh nó gãy nó trúng người dân qua lại nên mới đốn. Dạ kính thưa quý bà con cái cuộc vui này nó cũng tàn bây giờ đã một cái việc cúng đình hôm nay cũng đã hoàn mãn. Hồi nãy giờ có uống chung trà chén rượu bây giờ lại mình xin phép mình xin kiếu từ với quý bà con ở đây với trong ban khánh tiết với lại cũng có chính quyền địa phương thì để mình vô bàn nha. Dạ cũng xin chào. Đây là cái lễ cúng đình rất là ngạo rực rất là vui cho nên hôm nay là cũng tàn tiệc rồi thôi kính chúc quý bà con mình luôn luôn được mạnh khỏe nha. Dạ dạ cũng cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn trai. Dạ. Chị xây qua đây rồi quay lại cái luôn con. Quay qua đó là quay cô nè. Ờ đó. Rồi giờ đúng cái cô cái coi. Đó đúng rồi đó. Dạ. Giờ toàn cũng xin phép chuẩn bị đi về đi qua chỗ khác. Xin chào. Rồi uống gì với anh chủ lượng mình cũng kém lắm mà nãy giờ mình chọc kẹo không à mình nếm không à bữa hôm nay bây giờ cái để tạm biệt mình xin uống chia đôi một ly thôi nhá. Rồi á nói chung là không có gì hơn thì bữa nay á ngày giỗ của đình đó là anh Dư không gì hơn với anh Tùng là một rượu để mà chia sẻ ước mơ à vừa quá ok cho tỉa cây 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 ra nó gọn nó đẹp như thế này thì anh Tùng tới đây là cũng là chúc mừng là xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn anh em. Không kia cảm ơn. Được rồi. Thấy rồi. Anh bấy rồi cảm ơn. Ý kiến này thôi. Dạ. 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 Dạ.
đại diện đình xin cảm ơn anh rất là nhiều. Với lại mấy em đây cũng cực khổ cái đường đi xa xôi á, hay là gì á, là cả đây game hay là quay phim á. Dạ. Anh em mình vô mình tạm biệt trong ban khách tiết của đình. Dạ. Anh Tùng. Dạ. Xin cảm ơn ha. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Còn cái đó là biết sao? Mình chết ra sống mai mà mình gặp nhau là tình thương mến thương, không có bà con ruột rà hết trơn. Tắt máy, mấy em tắt máy đi em. Không tắt, đừng có tắt máy. Máy âm hùng cái. Hùng cái hùng cái. Thôi rồi đi vô bên đây chút. Mày mốt chết luôn á. Dạ. Rồi. Cái tạm biệt. Rồi tạm biệt đây. Không biệt trường bang. Không có bằng dài, không chỉ có bằng dài mới ngồi được thôi, không đâu có bằng tròn được nữa, bằng tròn chỉ có nhậu thôi. Dạ. Ông hai ông ba bằng giữa nữa. Ông hai chỉ có bằng giữa, mà sắp lên bàn thờ rồi phải vô bằng giữa trước. Để mà mình phát áo tay dài luôn. Chính như quý bà con là. Chuyện của mình hôm nay cũng đã hoàn mãn, rồi là cũng như là cũng tàn, xin phép kiếu tường tại đây. Dạ, con kính thưa bác hai, là lũ cao trọng trọng ở trong cái khu vực này, và cũng là trong ban thành tiết. Con cũng chúc bác hai là luôn luôn là cũng mạnh khỏe. Rừng càng già càng quế là dạy lại những con cháu đời sau này những cái gì là cái gì mà hay nhất truyền đạt lại. Nhưng mà nghe nói là bác hai hồi xưa là thầy giáo ở đây. Dạ. Cái đó là rất hạnh diện khi học ở đây. Giờ là tai mắt mũi gì được quá trời ok luôn. Cái đó là phong thái là hoàn hảo nhất. Vậy là cái đó là rất hạnh diện, là sau này không biết con cháu mình được như vậy hay không. Cho nên là mai mốt lấy mình hỏi nhỏ bác hai dạy cho mình sao. Đây là anh ba này là của bác hai, nhưng mà chúng cũng trong là ở trong ban đại diện trong ban thanh tiết đình. Đây là trong đây là ông này là trưởng ban thanh tiết của đình. Đây là anh năm, bữa nay anh tư, đây cũng là anh tư. Anh hai. Đây là anh ba. Anh ba là ảnh là đang là phụ trách cái đình này, mà cũng có công trạng lớn lao cũng trong đình này nhiều lắm. Ở đây là cũng là anh ba nữa. Vậy thôi cũng xin tạm biệt tại đây nha. Xin đến đây là thay mặt các bạn cũng biết được bà con ở tận tay ha. Hôm nay có cái lễ cầu bông, chúng tùng mua thủy mình đây và các cháu đến đây dự gia đình. Đây không có gì đây quý hơn thì thay mặt cho tất cả là con ba khách tiết mà con đây là rất cảm ơn chú Tùng. Dạ. Các cháu thì chúc chú Tùng là các cháu là luôn thành công trong công việc của mình. Dạ. Đó kêu là mình giúp đỡ bà con đi ha. Nguyễn, cái đó kêu là Nguyễn cống hiến. Cống hiến chừng nào mình khi mà không có lỗi thì thôi. Nếu còn mạnh khỏe thì sao? Dạ. Kính chào chú cháu. Chúc các cháu là đạt được 10 triệu view trong vòng 2 tháng. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. 10 triệu view trong vòng 2 tháng là dữ lắm. Được rồi đó. Dạ. Tháng là 1 triệu view là thấy khỏe rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn bác nhiều. Bác hai cũng muốn là phát biểu gì không? Rồi. Dạ, phải sao? Để bác hai phát biểu nè. Để ta có ý kiến với vua khỉ. Dạ. Dạ, hôm nay cũng trên cái dịp này. Dạ. Bác cháu mình gặp nhau. Dạ. Rất là hân hạnh. Dạ. Giờ không có gì mà vui bằng. Dạ. Bác chỉ chúc cho gia đình cháu. Dạ. An khang thịnh vượng, hạnh phúc. Dạ. Làm cái gì nghĩa là kết quả cái đây. Dạ. Rồi thôi. Dạ. Cháu. Dạ. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Rồi. Dạ.
cho con xin hôn cái càm của bác hai. Ai có trọng đâu không? Cái đó là lấy cái phúc đức của bác hai. Chín mấy à? Hơi nhỏ. Dạ dạ. Dạ, xin chào quý bà con mình nha. Chào các bạn. Rồi cho nó coi là anh nói đi, anh bắt biểu anh mời. Phải là chơi thì hôm nay đúng là chín tùng. Dạ. Cái này giúp cũng lần này rất cảm ơn nhiều. Nhưng mà trước hết là chúc cho anh dồi dào sức khỏe và các cháu cũng dồi dào sức khỏe thành công. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cái gì á là mình phải cống hiến mình giúp giúp cho bà con, giúp cho xã hội cũng sống. Tâm. Dạ, sống trên đời cũng phải giúp, giúp. Dạ. Cuộc đời, cuộc đời cái gì cũng mở rộng tầm mắt. Dạ. Dạ. Mà hồi nãy không bắt hai cái càm gì không anh, chỗ nào? Chỗ nào cũng được. Đâu, đâu, đâu. Ba chỗ luôn. Tới, tới, dạ. Dạ, bây giờ. Mà không ai không, mà không, anh tư, không bị. Dạ. 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 Sống hơn 100 tuổi luôn. Rồi, rồi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh. Ông của con là năm nay 90 mấy rồi? 93. 93. Dạ. Còn bác là Minh Hải. Rồi, rồi. Dạ, con chúc ông được nhiều sức khỏe. Đây nhà con mà nhỏ là cao tuổi nhất, cao niên nhất á. Dạ. Thân hoa. Dạ. Thân nuôi. Dạ. Quý rồi em. Dạ, đúng rồi, dạ. Mình cái chuyện gì mình đừng có để gánh nặng vô trong lòng. Mình cứ buông thả, buông thả. Cái gì mà buông thả, buông thả ra là xong rồi. Bung, bung ra. Bung ra. Bung ra. Bung ra. Tham sân si phiền não. Bỏ ngoài tay hết. Dạ, dạ. Dạ. Mình là các buổi trở về các buổi đi mình nghĩ. Mình nghĩ đừng có gánh nặng trong lòng. Đừng gánh nặng. Dạ. Lúc mà thầy coi YouTube này không? Dạ. Coi cháu leo cây này kia. Dạ. Dạ. Tao nói tụi này khen quá. Dạ. Ở đây tụi luyện, tụi luyện ghê lắm á. Dạ. Tụi luyện ghê lắm á. Rồi xin chào nha. Dạ. Ôi, cô về khỏe nghe không? Dạ.